Hello, xin chào tất cả các anh em. Thì như anh em cũng đã biết, một bộ micro rất là chất LXU900 với chỉ một tai mic và một đầu thu. Thì với những bộ micro này thì giá của nó hiện tại cũng chỉ là 3.500.000 đồng trên một bộ. Và anh em tìm những bộ cao cấp, những bộ hát chất mic phải hay, phải dày tiếng, bắt mic, giảm hú tốt. Và cái mic U900 này em sẽ giới thiệu lại từ tất cả anh em. Một bộ micro rất là chất luôn anh em nhé. Thì với anh em muốn sử dụng hai đầu thu, hai tai mic thì nó cũng chỉ với giá đó là 7 triệu đồng. Với bộ micro này thì giá nó rất là chất rồi. Và sẽ thử lại cho anh em nghe cái chất âm, chất mic của nó để anh em cùng thưởng thức anh em nhé. U900, một trong những bộ micro thì nó có cảm biến tự ngắt, cũng có dò sóng sạch đầy đủ hết tới tất cả anh em để anh em có thể sử dụng một bộ micro. Anh em có thể nhìn thấy cái thiết kế nó rất là chuyên nghiệp và cái chân mic của nó bây giờ em sẽ thử trực tiếp cho anh em để anh em cùng nghe anh em nhé. Em sẽ có sử dụng đó là vang lấy 8 cũng đẩy F709, loa S12, một trong những cặp loa bass 30, loa full anh em nhé. Và sẽ thử cho anh em để anh em cùng nghe cái chân mic của nó đây. 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Anh em có thể nghe thấy cho mic nó gần vào miệng đấy. Em sẽ cho cái mic nó sẽ gần vào miệng, không gây ra cái hiện tượng bị vỡ tiếng anh em nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3. Nhưng nhiều anh em thấy là cái mic mà anh em để gần miệng thì nó sẽ gây ra hiện tượng đó là bị vỡ tiếng, trầm quá. Nhưng đây với bộ micro này nó cũng không bị trầm quá, không bị vỡ tiếng luôn anh em nhé. 1 2 3 4 5 6. Và khi bỏ cái mic ra cảm biệt miệng sai như này rồi, những cái mic nó rất bắt tiếng anh em nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 1 1 2. Anh em có thể nghe thấy cái bộ micro này bắt xa cũng rất là ok, hát rất là hút mic luôn anh em nhé, rất là hút mic. Và khi cho gần vào miệng anh em có thể hát, như những dòng mic rẻ tiền, dòng mic kém chất lượng thì nó hay bị hiện tượng đó là bị vỡ tiếng, bị ồm, bị trầm quá. Nhưng đây bộ micro này nó sẽ khắc phục được rất nhiều các nhược điểm như vậy, mà cái tiếng mic rất là bằng bằng đấy, nghe thấy tiếng mic đây em nói trực tiếp nhé. Và như anh em cũng có thể thấy, em sử dụng một cặp loa trên kia mà nó rất là gần đúng không ạ. Và đây có một cặp nữa đây, trực tiếp bên trên này sẽ có một cặp đây. Và anh em thấy nó rất là gần và nó hiện tượng giảm hú rít rất là tốt. Và cái tiếng mic nó vẫn rất là bắt anh em nhé. Tiếng mic rất là bắt. Loa rất gần đây nhá. Loa ngay đây rồi. Chỉ một sải tay thấy loa thôi. Tiếng mic rất là to. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Em sẽ tăng thêm chút phono nữa để anh em cùng thấy cái độ bắt mic của nó. Tăng trực tiếp xuống đây anh em nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Rất nhẹ anh em thấy thì em nói tiếng nó rất nhẹ nhàng, không cần phải gân cổ để nói hay là phải khó chịu gì cả, rất nhẹ nhàng. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Cái tiếng mic nó bắt rất là tốt này. Bỏ xa như này vẫn bắt được tiếng mic này. 1 2. Đấy, nó vẫn còn bắt được cái tiếng mic và loa của anh em. Anh em có thể nghe thấy trên loa nó vẫn phát ra được tiếng rất là bắt này. 1 2 2 2 2. Tiếng mic rất là bắt với bộ micro U900 này. Những bộ này thì anh em phối ghép với những dòng vang bình dân hoặc những dòng vang cao cấp rất là ok. Anh em có thể phối ghép vào với những bộ dàn giá tầm khoảng 200-300 triệu hoặc 40-50 triệu cũng rất là ok. Thì với bộ micro này thì em hay phối ghép trong các bộ dàn tầm khoảng 40-50 triệu đổ lên. Anh em sử dụng súp hơi, sử dụng đẩy 4 kênh, sử dụng vang số micro, thì với bộ 40-50 triệu ấy, thì em hay đưa những bộ micro này vào. Nó xứng tầm với cái bộ cô hình mà anh em bỏ ra, với số tiền anh em bỏ ra. Đây, con này thì rất là cầm nắm rất là xịn sò và rất là chắc tay rồi anh em nhá. Và đi vào với cái đầu thu thì sẽ cho anh em xem lại cái đầu thu của nó. Thì nó rất là đơn giản thôi, một tai mic và đây là cái dâu anten của nó đây. Đây là cái anten của nó. Thì vẫn là sử dụng hai anten và đây là một cái mặt hiển thị của nó đây. Sẽ có volt
tăng giảm âm lượng vôn trên đầu thu này, hoặc các tần số sóng này. Con này thì cũng có giò sóng sạch anh em nhé, giò sóng sạch đầy đủ hết để anh em thể sử dụng. Giò sóng sạch đấy, nó giò sóng sạch anh em nhé. Anh em chỉ cần giữ nút set, nó sẽ chạy các cái tần số sóng sạch để cho anh em có thể sử dụng. Và nút nguồn IR để anh em quét với tay mic. Đấy, nó sẽ quét tần số anh em nhé, sẽ quét tần số, nó dò một lượt và chút nữa nó dò xong nó sẽ dừng lại ở một cái sóng sạch để anh em có thể sử dụng thôi. Rất là đơn giản đúng không ạ? Đấy, rất là đơn giản đấy. Tần số 03 em đang sử dụng đây, nó là tần số sóng sạch đây rồi. Đấy, tần số sóng sạch luôn anh em nhé. Đấy, một bộ mic rất chất lượng, anh em nghe tiếng mic cũng rất là ok rồi đúng không ạ? Đấy, vang đây em để có 15 thôi, 15 thôi. Đẩy để hướng tầm 11 rưỡi mà tiếng mic nó rất là bắt đây. Đấy, đây là thực tế cái âm lượng anh em có thể nhìn thấy. Nhiều anh em sử dụng âm lượng mic nó tầm 30 đến 40, nhưng với âm lượng của bộ micro này em chỉ sử dụng nó 15 thôi và tiếng mic nó đã to như vậy rồi. Đấy, thì bộ micro này hiện tại đang bán giá nó là 3.500.000 đồng trên một bộ. Đầu đặc biệt nó chỉ có một tai mic và một đầu thu thôi em nhé. Anh em có nhu cầu mua hàng thì nhớ liên hệ với em qua số bên dưới. Xem video thì nhớ like, nhớ đăng ký kênh anh em nhé. Có nhu cầu mua hàng thì nhớ liên hệ trực tiếp anh em nhé. Một tai mic và một đầu thu.